Anh em ơi, mình đã tìm thấy rồi một chiếc màn hình đồ họa hơn tất cả những chiếc màn hình đồ họa khác, và nó là một chiếc màn hình Samsung và nó còn tốt hơn cả ProArt anh em ạ. Và cùng xem tại sao nó lại tốt hơn ProArt anh em nhé. Rồi, thì đây là chiếc màn hình Samsung Viewfinity S8. Thì nó sẽ có hai phiên bản, một là 27 inch, hai là 32 inch. Nhưng mà mình có ở đây đó chính là phiên bản 27 inch em nhá. Chiếc màn này sẽ có cái độ phân giải là 4K UHD 38 và nhiều đấy, nhiều lắm, nhiều số lắm. Và sẽ có tần số quét là 60 Hz. Đồng thời sẽ còn có rất là nhiều các thứ hay ho đi kèm với cả nó. Thì anh em bảo là tại sao lại là Samsung nhỉ? Samsung làm gì có chuyện còn chuẩn màu. Anh em sai rồi nhá. Tất cả những tấm nền điện thoại bây giờ ấy, đa số là tấm nền của Samsung. Thứ hai nhá, Samsung về màn hình ấy thì hồi trước thì họ cũng không được gọi là VIP Pro cho lắm, nhưng bây giờ họ có dòng đầu tiên là Odyssey, là một dòng màn hình chơi game VA cực kỳ là xịn sò. Cái dòng Odyssey G7 và G9 ấy cực kỳ là có một giá trị cực kỳ là tốt và có hình cực kỳ là cao. Còn đây là chiếc màn hình Viewfinity S8, một chiếc màn hình với tấm nền IPS và một độ chuẩn màu cực kỳ là cao dành cho những bạn nào làm đồ họa. Rồi, thế về mặt thiết kế đúng không, thì chiếc màn hình Viewfinity S8 này sẽ có một thiết kế cực kỳ là mỏng nhẹ và rất là hấp dẫn luôn. Mình khi mà mình nhìn vào ấy, mình cảm giác rằng đây là một chiếc màn hình xịn đấy, hoành tráng đấy, đẹp đấy. Nó không kiểu, nó không nhìn không rẻ tiền một chút nào cả, nhìn trông nó rất là cứng cáp và đầy đặn. Những cái viền màn hình cực kỳ là mỏng này, tấm nền thì đã được phủ một cái tấm kiểu gọi là chống chói ấy, để khiến cho chúng ta khi mà đèn chiếu vào không bị chói, không bị kiểu phản xạ lại, nhìn trông rất là khó chịu. Đặc biệt nhá, chúng ta sẽ đằng sau đây, anh em để mình quay ra đằng sau. Đây, đằng sau đây. Đằng sau chúng ta sẽ có những cái đường viền. Với phiên bản Odyssey ấy, những cái chiếc màn hình Odyssey ấy, thì những cái đường viền này nó sẽ là từ ở giữa này nó phả ra. Nhưng mà với chiếc Samsung Viewfinity này thì nó sẽ là một đường viền ngang em nhá. Nó sẽ nhìn trông nó gọi là thế nào nhỉ? Nó aesthetic một chút. Đấy. Về cái chân đế thì anh em thể thấy đây, chân đế nó sẽ có một cái tấm base cực kỳ là mỏng, nhưng mà nó làm bằng kim loại cho nên nó rất là chắc chắn. Về mặt này thì nó là bên giữa, bên trong đây thì nó là kim loại, tức là lõi là kim loại, nhưng mà bên ngoài thì phủ một lớp nhựa để gọi là tạo nên cái form của nó nhìn trông đẹp hơn ấy. Về bên cái chân đế chúng ta sẽ có thể lắp đặt rất là dễ dàng và vô cùng là tiện lợi thông qua một cái phần cái nấc đây. Anh em chỉ mở nấc ra phát là cái màn hình nó tự mở ra, anh em có thể lấy nó ra ngoài và thay bằng chân VESA nếu mà anh em muốn, tại vì cái hơi này hỗ trợ cả VESA anh em nhá. Cái chân này ấy, thì nó sẽ giúp cho anh em có thể nâng lên, hạ xuống, xoay trái, xoay phải, hay là anh em thích để dọc cũng được. Đấy, nhưng mà để dọc một chiều nhá. Nếu mà để dọc một chiều này thì không được, nhưng mà chỉ để dọc theo chiều này được thôi anh em ạ. Chỉ để dọc được chiều này thôi. Và nếu mà anh em muốn xoay đúng không? Thì đây, đấy, xoay sẽ kiểu đầy đủ hết tất cả mọi thứ. Nói chung đây là một cái chân cũng khá là tiện lợi và vô cùng hấp dẫn. Nó cũng khá là chắc chắn đấy. Thì cái chân này nó sẽ còn có thêm nữa là một cái khu vực đây, một cái giữ dây bằng cao su. Anh có thể mở ra và đóng vào để nếu mà anh em muốn đặt cái dây của mình vào trong này và không phải luồn qua, hơi khó chịu một chút. Thế thì cái chân này nó cũng tốt đấy, nó hấp dẫn đấy. Thì chiếc màn hình này có cổng gì? Về cổng kết nối thì em này sẽ có đầu tiên là một cổng nguồn. Nguồn này không phải là nguồn adapter, mình cực kỳ là thích các cái màn hình không dùng nguồn adapter. Dùng nguồn này là anh em có thể sử dụng bất kỳ loại dây gì nếu mà anh em muốn, chứ không phải sử dụng mất adapter là anh em phải để mua này, hay là những cái loại adapter là anh em sử dụng nó to như một cục ở trên cái bàn của mình ấy, không hấp dẫn chút nào cả. Và nguồn này rất hợp lý. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ có một cổng HDMI này, một cổng DisplayPort này, một cổng USB Type-C, và bên trên này nữa chúng ta sẽ có đây một cổng LAN anh em ạ. Tại sao lại có cổng LAN nhỉ? Thì để mình giải thích nhá. Bên trên này nữa chúng ta sẽ có những cái cổng USB, 3 cổng USB bên trên, và sẽ có một cổng USB cho service, nhưng mà cái này thì anh em không có tâm lắm, và một cổng cho tai nghe nhá. Thì tại sao chiếc màn hình này lại có một cổng USB Type-C? Đơn giản là chúng ta có thể cắm được laptop đây, tức là nó sẽ có thể truyền được tín hiệu thông qua cổng USB Type-C anh em nhá, và cực kỳ là hay ho luôn. Nhưng có một điểm hay ho nữa là chiếc màn hình này hỗ trợ Samsung DeX anh em ạ. Nằm trong túi phụ kiện của nó nhá, thì sẽ kèm cả một dây USB Type-C này, một dây HDMI này, thì mình chờ thế đây, một dây HDMI, và sẽ còn có dây nguồn của nó. Nhưng mà bây giờ mình chỉ cần đúng cái dây Type-C thôi. Đây, để mình lấy ra cho anh em xem. Đây là dây Type-C của nó, cực kỳ là chất lượng vô cùng là chất lượng luôn. Thì mình có thể nhá, cắm dây Type-C vào một chiếc điện thoại Samsung, tạch một phát, và cắm dây Type-C vào chiếc màn hình này, tách phát nữa. Rồi, cùng xem nào. Đây, màn hình chúng ta lên rồi đúng không? Đấy, mình vừa cắm cái nguồn dây nguồn xong và mình hiện tại đang kết nối với cả chiếc USB Type-C này với cả chiếc điện thoại này nhá, chiếc điện thoại của chị Phương. Đấy, và nó đang ở trong mode HDMI thì mình đổi mode này sang USB Type-C. Và đây, anh em nhìn thấy không? Đây là Samsung DeX. Cái Samsung DeX này nó là một cái khá là độc quyền của Samsung, thì họ có thể cắm điện thoại đây, cắm một chiếc điện thoại Samsung này vào một chiếc màn hình có cổng Type-C hoặc là một cái hub Type-C để truyền vào màn hình ấy, thì chiếc màn hình này hỗ trợ 100% cái DeX này rồi, và chúng ta có thể sử dụng, đó chính là, đợi mình xíu nha, dùng điện thoại làm bảng cảm ứng này, sử dụng điện thoại để làm con trò chuột. Đấy, hay chưa, hay chưa? Cái này ấy, thì nó có một cái điểm hay, đó chính là đây là một cái giải pháp rất là tình thế. Chẳng hạn như anh em đang đi làm, đúng không? Đi có công có chuyện mà anh em đã không có laptop, nhưng anh em vẫn muốn kiểu có một cái văn bản văn bủng gì đấy, vân cân đánh văn bản, thì có thể cắm chiếc Samsung DeX vào, đồng thời cắm tai nghe này, cắm chuột này, cắm bàn phím này thông qua ba cái cổng USB mà mình vừa chỉ cho anh em đằng sau ấy, thì anh em có thể coi như là gần như đạt được đến 70% cái trải nghiệm của một chiếc máy tính rồi. Đấy, gần như 70% cái trải nghiệm của một chiếc máy tính. Anh có thể đánh Word này, đánh văn bản này, sử dụng đến cái app của các hệ điều hành Android để thực hiện được các tác vụ đấy. Thực sự đây là một tính năng cực kỳ là hay ho và mình cảm thấy rất là hấp dẫn luôn. Còn nếu mà anh em không muốn sử dụng với cả chiếc điện thoại ấy, thì em vẫn có thể cắm trực tiếp vào cả laptop nhá, và nó có thể sạc lên tới là 90W. 90W anh em ạ, anh em phải nhớ cái số đó nhá. Cái sạc USB Type-C này có thể hỗ trợ đến 90W. Thế thì bây giờ, nhưng mà tại vì chúng ta là những người chơi PC mà, những người làm đồ họa mà, tại sao lại dùng điện thoại, đúng không? Bây giờ mình hãy cùng cắm HDMI và bật chiếc máy tính lên nhá. Rồi, đây anh em thấy chưa? Mình đang vào, đó chính là chiếc máy tính chúng ta rồi. Đấy, anh em nhìn này phát biết ngay đây là cái biểu tượng của cái hình nền của chiếc điện thoại Samsung Phone. Rồi, thì trước khi bắt đầu mọi thứ thì mình hãy vào trong cái menu nhá, để xem, tại vì có những cái thứ rất là đặc biệt trong này khiến cho nó thành một chiếc màn hình đồ họa. Thì cái tấm nền của chiếc màn hình này nó đã được gọi là đạt tiêu chuẩn của Pantone rồi. Thế và chúng ta sẽ có này các picture mode này, mình có thể chọn đó chính là các picture, các chế độ, ví dụ như là custom này, high brightness này, tức là độ sáng cao này, sRGB này, tức là giải màu sRGB, giải màu BT.709, đây là cái giải màu mà thường ví dụ như là YouTube dùng các kiểu mà họ hay sẽ dùng cái giải màu này ấy. Họ sẽ sử dụng cái giải màu này để dùng cho tất cả những cái thiết bị khác nhau. Nhưng cái mode mà mình khuyên anh em để đó chính là DCI-P3, bởi vì chiếc màn hình này được gọi là Samsung quảng cáo là 98% giải màu DCI-P3, phủ đến 98% nhá, thì đấy mình cũng check xem. Và cuối cùng sẽ có Decomp Simulation này, Cinema và Dynamic Contrast, nhưng mà tất nhiên rồi, mình sẽ để ở DCI-P3 anh em nhá. Sẽ còn được chỉnh độ sáng này, chỉnh độ gọi là nét này, đổi color này, tức là mình đổi các màu khác nhau, đổi tone khác nhau, đổi cả gọi là vùng giải màu nữa. Mình đã để ở giải màu DCI-P3 anh em nhé, có thể đổi sang giải màu sRGB này hoặc là giải màu mặc định của chiếc màn hình này. Đó, rồi chúng ta sẽ còn có đó chính là Black Level, tức là cái vùng tối ấy, tức là tạo nên cái độ contrast cao hơn ấy. Game Mode này, Game Mode thì mình thực sự mình không bật lên, tại vì đây là một chiếc màn hình đồ họa mà. Và sẽ còn có Response Time, tức là cái độ phản hồi. Cái chiếc màn hình này, tấm nền này được gọi là đánh giá ở độ delay là 5 ms, nhưng mà cái đấy có vẻ như là đặt khi mà ở để mức fastest, đúng không? Nhanh nhất. Đấy, còn để standard chắc là khoảng tầm 10 hoặc mười mấy giây rồi đấy. 10 mấy mili giây nhá. Sẽ còn có chế độ Eye Care để giúp cho anh em có thể kiểu khiến cho đỡ bị đau mắt ấy, tại vì là một người thiết kế đồ họa đâu thì sẽ thường xuyên ngồi trên bàn làm việc của mình, ngồi trước chiếc màn hình của mình, và việc màn hình có Eye Care cực kỳ là tốt, cực kỳ là hấp dẫn. Đó. Và sẽ còn có đó chính là PIP và PDB. Cái này thì anh em phải biết nhá, là nếu mà anh em sử dụng đó chính là hai thiết bị với nhau thì anh em sẽ có cái này cực kỳ là hấp dẫn luôn. Đây có thể gọi như là một cái giúp cho anh em không cần phải giữ KVM switch ấy, mà có thể sử dụng liền tù tì, liền một lạch, hai phát cùng lúc luôn. Đây để mình cắm nhá, PIP này on. Ôi giời ơi, đây anh em ơi, đấy thì nó sẽ bị như này, nhưng mà mình nhá, mình có thể chỉnh được, tại vì mình phải chỉnh cái độ gọi là đây là cái PIP của nó, tức là mình đã để side by side đây. Cái dây USB này mà cứ đụng vào nó sẽ bị hơi lỏng tí, tại vì đơn giản là nó là một chiếc để không, tắt màn hình đi phát là nó sẽ bị mất. Thế thì bây giờ mình để PIP này, đúng không? Mình có thể làm việc cùng lúc hai cái máy tính, và mình sẽ phải chỉnh cái gọi là cái độ phân giải để cho nó phù hợp với cả cái này. Hoặc là nếu mà anh em muốn thì anh em có thể chỉnh sang đó chính là chế độ khác. PIP mode sẽ có side by side, tức là hai bên, nhưng mà mình có thể để gọi là cái cửa sổ nhỏ. Đấy, chẳng hạn này, nó sẽ để sang chế độ này, đúng không? Thì nó sẽ là đấy, đấy Samsung DeX không? Thì cái màn hình phụ của mình, cái màn hình nhỏ này của mình này, thì sẽ là cái màn hình máy tính này. Đấy, màn hình máy tính này. Đó, anh em thấy không? Nằm trên góc này là cái màn hình máy tính của mình, còn cái màn hình chính của mình thì lại là cái màn hình Samsung DeX. Nhưng mà nếu mà anh em, chắc là đa số anh em sẽ sử dụng là cái màn hình TV, cái màn hình máy tính là cái màn hình của gì, đúng không? Để đổi lại nhá. Đấy, trên góc là Samsung DeX, ở đây là máy tính. Được chưa anh em ơi? Rất hấp dẫn đúng không ạ? Thế, nói chung là trong cái PIP này thì anh em có thể tùy chỉnh các thứ kiểu được này, về các screen position, tức là vị trí của cái màn hình này, để trên này, góc dưới này, góc hông này, vân vân và vân vân này. Suộc thì suộc là cái gì này, tức là nguồn của nó là đâu ấy. Đấy, suộc này đấy, chọn nguồn nào này. Sound suộc này, tức là cái nguồn âm thanh, tức là cái màn hình này thì nó sẽ, nói chung là lấy, nếu mà anh em cắm này các kiểu đây này thì cái âm thanh sẽ phát ra từ cái nào, từ cái chiếc điện thoại này hay là từ chiếc máy tính này, anh em có thể lựa chọn. Rồi sẽ còn có chọn screen ratio nữa, tức là cái tỷ lệ màn hình, có thể chọn là auto hoặc là wide, tức là rộng này, anh em biết rồi đấy, và sẽ còn chỉnh contrast nữa. Thế nhưng mình sẽ tắt đi để cho anh em tập trung được vào chiếc màn hình nhá. Về bên dưới ta sẽ còn có on screen display để chỉnh được cái, ví dụ như là cái khu vực này anh em muốn tùy chỉnh như nào này, sẽ còn có cả system nữa. Cái system này khá là hay, anh em sẽ thấy đầu tiên là local dimming thì mình khuyên rằng anh em nên tắt đi, tại vì chiếc màn hình nhá, theo như mình, như gì mình test ấy thì local dimming của nó chỉ có 1, 2, 3, 4 vùng thôi, và cùng lắm là 8 vùng, cùng lắm là 8 vùng thôi. Nhưng mà theo như mình nhớ thì nó chỉ là 4 vùng thôi anh em nhá, 4 vùng thôi. Thế nên là mình nghĩ là nên tắt đi, bởi vì là anh em, đa số anh em thì cũng không muốn cái kiểu ví dụ như là mảng này, cái local dimming ấy, tức là nó sẽ tắt những cái tấm nét bên này đi để bật tầm 1 tấm nét thôi, để cho nó như kiểu là để khiến cho cái việc sử dụng nó được contrast cao hơn, độ contrast cao hơn. Nhưng mà mình cảm thấy rằng chiếc màn hình này cái không có nhiều local dimming zone cho lắm, thì anh em chỉ nên tắt đi thôi nhá. Sẽ còn có cả Dynamic Brightness này, tức là nó sẽ có một cái sensor ở đây để khiến cho anh em có thể tùy chỉnh độ sáng này, Eco Saving này, PC DisplayPort version này chúng ta sẽ có DisplayPort 1.4 này, chúng ta sẽ còn có tự động đổi này. Đấy, cái này thì chắc chắn là phải bật on rồi. Cái này bật on ấy thì tức là vừa nãy anh cameraman của chúng mình có phàn nàn là cái màn hình này không tự đổi, đơn giản tại vì là nó có một cái setting để tự đổi anh em ạ. Tại vì có lý do tại sao nó có chế độ như thế, bởi vì nếu mà không để như thế, khi mà anh em để PIP ấy, thì nó sẽ đổi liên tục sẽ rất là khó chịu. Thế nên là cái này off đi là cái gọi là những gì mà Samsung nó muốn chỉ cho anh em rồi đấy. Và sẽ còn có mấy thứ này led lủng cái kiểu này, USB preference, cái này khá là hay nhá. Thì anh em sẽ được chọn một là high resolution, hai là high speed data. Tại sao? Tại vì đơn giản cái cổng USB này không phải là cổng Thunderbolt hay là cổng USB 4.0 gì cả, nó chỉ là một cái cổng USB có chứa gửi được data và gửi được tín hiệu màn hình, thì như là gửi tín hiệu DisplayPort thì phải. Thì cái tín hiệu như thế anh em sẽ lựa chọn là high resolution và high data. Nếu mà là high resolution ấy, thì tức là anh em có thể xuất lên này, ví dụ đây là 4K 60Hz. Nếu mà để ở 4K 60Hz 420 ấy thì nó sẽ là phải tầm đến là 8-9 Gb trên giây. Còn nếu mà anh em sử dụng full hết cả ba cổng này không thì có thể lên tới là 15 Gb trên giây. Có vẻ như cổng USB Type-C này là cổng USB Type-C 3.2/2. Thế nên là không thể nào mà cùng lúc chứa được cả hai loại data đấy được. Nó chỉ được chọn một trong hai mà thôi. Thế nên là anh em khi mà anh em lựa chọn là high resolution thì có thể mapping được cái độ phân giải. Còn nếu mà khi mà anh em lựa chọn đó chính là high speed data thì có thể mapping được những cổng USB đằng sau ở đây. Bởi vì ba cổng USB đằng sau này đấy là ba cổng USB 3.0 nhé, tức là 3.2/1 đấy, là tốc độ là 5 Gb/s các bạn. Đó, đấy là những gì của chiếc màn hình này. Nhưng tại sao nó lại là một chiếc màn hình đồ họa anh em nhỉ? Đơn giản nhá, đơn giản thôi, đơn giản đây. Mình đã test chiếc màn hình này bằng phần mềm SpyderX Elite X. Đấy, SpyderX Elite, nói chung là SpyderX Elite 5.6. Đấy, và sử dụng đó chính là data, sử dụng cái công cụ của nó, và bây giờ mình sẽ bật nó lên để cho anh em xem. Ok, trước giờ thì mình đã test cái chiếc màn hình này bằng cái công cụ đó chính là SpyderX Elite này. Bây giờ thì chúng ta cùng xem kết quả nhá. Ấn tượng lắm anh em ạ, ấn tượng vô cùng luôn. Khi mà mình để ở chế độ đó chính là DCI-P3, đấy, Color Profile là DCI-P3, thì mình đạt được phủ đó chính là 100% giải màu sRGB này, 89% giải màu Adobe RGB và 96% giải màu DCI-P3, gần như là phủ hết tất cả các giải màu rồi, đến gần như là 100% rồi. Anh em phải hiểu những con số 90, 96 này là quá là nhiều. Thế, giải màu cực kỳ là tốt nhá. Thứ hai này, chúng ta sẽ có Gradient và Contrast, tức là cái màn hình này nhá, họ đánh giá là chỉ khoảng tầm 350 nit thôi, tức là 350 nit thôi. Nhưng mà cái peak brightness của cái này được Samsung đánh giá là 400, còn mình đo được là 415,9, tức là độ sáng cao nhất khi mà mình đạt trên màn hình ấy là 415,9, và khi đó độ contrast thì là 750/1. Rồi, ngoài ra chúng ta sẽ còn có đó chính là color accuracy. Anh em nhìn vào cái giải đi. Nhìn đi, anh em nhìn đi. Gần như không một màu nào nó bay quá được một cái mức như này. Không quá được một nhá, không chưa chạm tới 2 đấy. Và điều đó khiến cho cái mức max, tức là cái độ sai màu max của này ấy, chỉ là 1.83, và cái độ sai màu delta E trung bình của nó là 0,63 anh em ạ. Chiếc màn hình ProArt mình đã đo rồi, mình đo cả hai phiên bản rồi, cả 24 inch, cả 27 inch. Và cái phiên bản màu xanh của nó nhá, xanh nó bay tít lên trên này cơ. Còn với chiếc màn hình Samsung Viewfinity S8 này thì gần như tất cả mọi thứ đều cực kỳ là đúng, khiến cho chiếc màn hình này nhá là một chiếc màn hình không chỉ để chơi game này, chơi game thì màu mẻ cực kỳ là tuyệt vời luôn. Bởi vì chiếc màn hình nhá còn hỗ trợ cả HDR 400 cơ, nếu mà anh em chơi ví dụ chẳng hạn là Shadow Tomb Raider chẳng hạn thì nó hỗ trợ HDR. Và nhưng mà nhá là chỉ để chỉnh ảnh này, làm video này, làm phim này, làm kiểu đây là một cái màn hình gọi là reference ấy, theo trong giới người ta gọi là màn hình reference ấy, tức là để khiến cho một cái màn hình kiểu đây là chuẩn màu ấy và anh em luôn nhìn vào đấy để color correction, tức là chỉnh màu ấy. Nói chung nhá, đây là một chiếc màn hình cực kỳ là cháy, cực kỳ là bùng nổ. Nếu mà anh em hứng thú với cái sản phẩm này thì anh em hãy check được link dưới mô tả nhá. Chúng mình sẽ có phiên bản 27 inch thôi, chứ hình như 32 inch thì hơi ít hàng ở trên Hà Nội đất nước Việt Nam này. Đấy, phiên bản 27 inch là quá đủ rồi, 4K trên một tấm nền như này là quá nét. Rồi, còn nếu mà anh em cảm thấy video này đem lại nhiều thông tin cho anh em thì hãy bấm like và subscribe nhá. Và cuối cùng thì cảm ơn anh em đã xem video này và hẹn gặp anh em tại một video sau nhá.